cả mọi người đang xem video. Nay thì dòng máy Vinmark giới thiệu cho mọi người đó là chiếc máy cắt cỏ trục quăm Kawasaki đến từ Nhật Bản. Chiếc máy này là mẫu mới nhất được cải tiến, nó thêm được phần đó là phần số nùi. Thì giờ mình sẽ review qua những chi tiết bộ phận của máy, thì sau đó mình sẽ hướng dẫn cách mọi người cách vận hành máy. Thì máy được lắp đặt thì có đây là cái côn. Cái côn tay này tác dụng của nó là để ngắt chuyển động của máy, như gọi là máy đang nổ và cắt cỏ. Đây là công tắc bật, đây là phần công tắc bật tổng của máy. Ga, đây là cái phần cắt cỏ. Thì nữa mình hướng dẫn mọi người vận hành, sẽ hướng dẫn chi tiết nó sẽ thực tế hơn. Đây là mình sẽ review qua mọi người biết. Thì đây là phần di chuyển của máy. Đây là xoay cầm, quay ngang quay dọc. Đây là nước xuống. Cái khoang làm việc của máy thì nó sẽ rơi vào khoảng cỡ tầm 40 cm. Chiều cao nâng hạ xuống của máy thì là mình sẽ điều chỉnh vào cái bánh xe này. Nó sẽ có các cái nấc ở đây. Thì mọi người muốn cắt sâu nữa thì mọi người nâng cái này lên hai bên để như thế. Còn phần đổ nhiên liệu thì máy thì sẽ được sử dụng loại đó là xăng và nhớt. Thì xăng thì đổ ở đây. Thì còn đây là phần đổ nhớt. Nhớt thì chúng ta sẽ sử dụng loại nhớt đó là nhớt 4 thi. Và đây là phần phần dầu cầu. Thì đổ tí nữa thì mình sẽ đổ hướng dẫn cho mọi người rõ hơn chi tiết hơn. Thì máy sẽ được khởi động đó là giật nổ. Đây sẽ là cái phần số. Thì số đây sẽ có 3 loại số: nhanh, chậm và nùi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đổ nhiên liệu, những loại nhiên liệu như thế nào. Trước tiên thì là mình sẽ đổ phần nhớt. Đây là phần nhớt 4 thi dùng để làm mát máy. Lượng dầu đổ vào máy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 600 ml. Mọi người đổ tầm như thế thì sẽ là vừa. Mọi người tránh đổ nhiều quá. Đổ nhiều quá thì nó sẽ gây như là bị sặc nhớt. Mọi người cứ đổ tầm 600 ml hoặc là 500 ml gì đấy. Tiếp theo đây là đổ phần hộp số. Thì mình sẽ đổ cái loại dầu cầu. Thì cái loại dầu cầu này tác dụng của nó là để bôi trơn các cái loại hộp số, tránh tình trạng bị hóc số. Và cuối cùng thì đây nó là cái bình xăng. Thì phần này mình đổ xăng. Xăng thì dùng lại xăng thông thường thôi, cho xe máy. Thì cái này mọi người đổ theo cái lượng năng suất làm việc của mọi người nhé. Đây mình test máy thì mình chỉ đổ một lượng nhất định thôi. Đấy, trước khi khởi động máy thì nó sẽ bật công tắc ở đây thì đang là off, thì bây giờ mình sẽ bật on lên. Mình nhấp ga về một tí về đây. Sau đó mình sẽ khởi động giật. Mọi người điều chỉnh lại cái né gió nhá. Sau đây sẽ là cái xe này, 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 cái
về số thì nó sẽ bị hồi tầm 1 hoặc 2 giây, bắt đầu nó sẽ nghe máy bắt đầu di chuyển. Máy sẽ tự hành đó là tiến và nụ. Thank you.